Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên Lao động.vn. Kính thưa quý vị, giá vàng thế giới hiện đang neo ở mức 1977,87 đô la Mỹ trên một ounce. Nhìn chung có tăng khoảng 0,99% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng khoảng 19,41 đô la Mỹ. Trong tuần, vàng thế giới có mức giảm tồi tệ nhất từ tháng 2 đến nay. Tuy nhiên, sự phục hồi vào chiều thứ sáu đã duy trì xu hướng tăng giá của vàng. Thị trường hiện đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 5 của Ủy ban thị trường mở, cơ quan tạo lập chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Ngoài ra, còn dữ liệu GDP của Mỹ và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, một thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Trước mắt, các nhà phân tích vẫn lạc quan và cho rằng giá vàng tuần tới có thể sẽ phục hồi trở lại sau những đợt bán tháo do Fed sắp tạm ngừng tăng lãi suất. Trong nước, so với đóng cửa phiên giao dịch tuần trước 14 tháng 5, giá vàng tại Doji tăng khoảng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cũng tăng khoảng 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng trong nước tăng nhẹ nhưng mức chênh lệch giữa mua vào và bán ra vào tuần trước cao khiến người mua thua lỗ nếu đầu tư ngắn hạn. Dưới đây là thông tin chi tiết. Về thị trường ngoại tệ, trên thế giới, giá đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm. Chỉ số đô la Mỹ Index kết thúc tuần ở mức 103,19 điểm, giảm 0,38% so với phiên liền trước. Đồng đô la Mỹ rơi vào xu hướng giảm khi lãnh đạo cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra lập trường ôn hòa về vấn đề tăng lãi suất trong thời gian tới, trái với kỳ vọng của thị trường. Trong nước, hiện Ngân hàng Nhà nước đang công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.680 đồng trên đô la Mỹ. Dưới đây là thông tin chi tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo.